chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ review cho mọi người biết được cái tiện ích của dự án Sai Gai Nhà Bè. Và một cái tiện ích đầu tiên mà Phước Sửu cùng với mọi người khám phá đó là một phòng tập gym khá đẹp luôn cả nhà. Tại đây thì chủ đầu tư đã về khá nhiều máy nha cả nhà, gọi là khá chuyên nghiệp luôn. Và những cái máy này hiện đại, cao cấp và được nhập từ nhiều nước về và mang tên là Fitness ha. Một cái thương hiệu khá nổi tiếng của những phòng tập gym. Và ở đây thì những cái máy này trang bị và có hệ thống máy lạnh đầy đủ để phục vụ quý cư dân của Sai Gai Nhà Bè. Tại phòng tập này thì có khá nhiều máy và được bố trí đầy đủ. Ở đây thì quý chị ngoài tập gym ra thì mình có thể tập yoga ở phòng kế bên nha. Và bây giờ là mình sẽ tiến qua phòng yoga để mình biết cái phòng yoga có những tiện ích gì. Đây thì tại phòng yoga thì cũng có máy lạnh âm trần, có đèn điện và có những cái hệ thống cây xanh để làm cho các khuôn viên tập nó mát mẻ hơn. Và bây giờ là mình quay qua cái lobby, là một cái lobby của phân khu A31. Tại đây là một cái clubhouse lớn nhất trong 3 clubhouse của dự án. Tại đây thì quý anh chị có thể là đóng tiền điện, tiền nước với ban quản lý, và mình có thể tiếp khách, đón những vị khách của gia chủ khi ghé tới những căn nhà của mình. Rồi cùng Phước Sửu bắt đầu mình tìm hiểu cái tiện ích thứ ba mà mọi người đang muốn, gọi là đang tìm hiểu đến, đó là một cái hồ bơi. Một hồ bơi khá đẹp nha cả nhà. Ở đây thì hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em luôn. Nên là tại hồ bơi này thì là mình có thể là rồi tiện ích thứ tư mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là một cái barbecue. Ở tại đây thì mình có thể nướng rất là nhiều loại thức ăn ngon nè. Tại đây thì mình có thể là tổ chức những bữa tiệc sinh hoạt cho gia đình. Đây, rồi cái tiện ích tiếp theo mà Phước Sửu đang muốn giới thiệu cho quý anh chị, đây là một cái phòng bếp bên trong quầy pha chế cà phê và một có thể tivi xem phim nè, rồi là có tủ lạnh đầy đủ và đang trang bị một cái hệ thống gọi là cách âm cực kỳ tuyệt vời. Tại đây thì có thể dùng những cái bữa tiệc nướng cùng với gia đình, bạn bè cùng với nhau là chơi đùa bơi lội dưới hồ bơi và lên đây là nướng những cái loại thức ăn khá ngon tại để chiêm ngưỡng tại cái dự án này nha. Ngoài ra thì mình còn có phòng đây, còn có phòng bóng bàn và phòng để chơi bida. Và một cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn nữa dành cho quý cư dân đó là phòng chiếu phim. Thì mọi người vào xem bên trong thì cái phòng chiếu phim này và phòng karaoke này có gì hấp dẫn. Rồi, đây một phòng karaoke rất là đẹp luôn, được bày trí và bố trí rất là gọn gàng. Và ở đây thì có những cái đèn led nè, đèn chiếu sáng và những cái đèn gọi là sân khấu giống như là một cái vũ trường rất hấp dẫn. Và một cái hệ thống Vitic, một cái dàn âm thanh cực kỳ sống động và chọn bài, có một màn hình khá lớn luôn ha. Ở đây thì tận hưởng tất cả những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp tại dự án Sai Gai Nhà Bè.
Rồi, một cái tiện ích mà Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị, đó là một cái tiện ích được rất là nhiều anh chị lớn rất là quan tâm, đó là tắm xông hơi và sauna ha. Một cái hệ sinh thái cực kỳ đặc biệt tại dự án Zaiga Nhà Bè.